vị thân mến, thông tin thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp các quận 2, 9 và Thủ Đức sau khi được công bố đã ngay lập tức tạo thành một làn sóng tích cực. Điều này đặc biệt khiến người dân đặt nhiều kỳ vọng về sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường bất động sản khu vực phía Đông Sài Gòn. Đáng chú ý nhất là phân khúc căn hộ dành cho cộng đồng cư dân trí thức như dự án New Galaxy vừa được giới thiệu ra thị trường vào đầu tháng 8. Trước những lợi thế vốn có và đặc biệt là định hướng xây dựng thành phố mới, New Galaxy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và ngày càng hấp dẫn khách hàng quan tâm. Hiện tại Mai Hạnh đang có mặt tại khu nhà mẫu dự án New Galaxy, có thể thấy không khí tại đây đang rất sôi động và mỗi ngày đều chào đón hàng chục khách hàng đến tham quan cũng như tìm hiểu dự án. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi để khám phá và tìm hiểu xem tại sao New Galaxy lại thu hút đến như vậy. Tôi là khách hàng thân thiết, cho nên là những cái sản phẩm của tập đoàn Hưng Thịnh thì tôi đều quan tâm. Cũng muốn kiếm thêm sản phẩm để mua đầu tư để định là cho thuê. Thật ra thì các bạn giới thiệu với chị rất là nhiều, với lại cũng đã từng mua sản phẩm của Hưng Thịnh nên là chị cũng rất là muốn để tìm hiểu. Thì trên cái uy tín của Hưng Thịnh thì đây sẽ là một dự án rất là mới và tốt nên là chị hướng đến để tìm hiểu. Hiện tại thì con với chị còn 3 năm nữa thì vào đại học á, nên là chị quyết định đầu tư để mình thanh toán theo cái lịch của công ty, thì đúng cái thời điểm chị nhận nhà là con chị nó sẽ vào đại học luôn, nên chị cảm thấy là đầu tư ở đây nó phù hợp. Đối với những người trẻ mình thì về kinh tế thì nó cũng chưa đủ để mua ở, nằm trong trung tâm thành phố. Thì cái dự án này nằm ngoài rìa thành phố thì nó rất là yên tĩnh, không có ồn ào và chật chội, và không khí thì ít ô nhiễm hơn trong thành phố. Căn hộ mẫu của Hưng Thịnh thì thiết kế rất là đẹp, hợp lý và tiện ích. Smart Home ở đây thì rất là hiện đại, giúp cho người sử dụng thì rất là thoải mái và đầy đủ chức năng. Cô thấy là nói chung là không gian rất là đẹp mắt và sáng. Khi mà tham quan thì chị cảm thấy các cái thiết kế căn hộ nó rất là hiện đại, và đặc biệt màu sắc rồi nội thất bài trí của căn hộ phù hợp với giới trẻ. Chị nghĩ là sau này con chị nó sẽ rất là thích. Trước khi dự án này đã có đó, là người ta đang quan tâm đến nhà ở ở đây rất là lớn. Nhưng khi có dự án này có thì người ta lại quan tâm đến dự án này nhiều lắm đó. Đặc biệt là như làng đại học, bệnh viện ung bướu, bến xe miền Đông mà đưa vào hoạt động đó. Thì ở đây thì còn gì phải nói, và còn gì phải bàn nữa. Một dự án rất là tiện nghi và thuận lợi cho cái công việc của mình ở gần ngoài rìa thành phố. Nên đầu tư ở phù hợp và giá sẽ tăng. Hướng cũng đầu tư tương lai cho con cháu sau này. Hội tụ những ưu thế vượt trội, New Galaxy nâng tầm chất lượng cuộc sống cư dân và mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng dành cho quý chủ nhân là giới trí thức, các gia đình trẻ năng động và đặc biệt là đội ngũ lao động chất lượng cao. Để cập nhật cho mình những thông tin liên quan đến dự án cùng các chính sách hỗ trợ khách hàng, quý khách có thể tham khảo những thông tin dưới đây. Kính chúc quý khách sẽ sớm tìm được cho mình một căn hộ ưng ý nhất. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt.